Anh xin chào cô chú anh chị. Anh chào cả nhà. Rồi, cô mến chào cô chú chị các bạn. Đó, hôm nay gia đình mình đổi món. Ba chị mình thấy eo của hộp của mình gọn quá, bây giờ ba chị mình tính giảm cân để giống eo của mình nè. Hôm nay là Sáu đi chợ về là mua được một gói bún khô và đây là mì dắt, đó mì trứng, rồi gồm có nguyên liệu đậu hũ tươi và rau cải, một hồi mình xào chung với bún khô, hành lá, được hai trái lê prima của chị Năm đi bán, vậy Năm thấy lâu quá mua về cho gia đình ăn lại đó, để nhớ lại ngày xưa, nhớ lại chị Võ Thị Sáu mùa lê. Thôi bây giờ em cũng xin mời cô chú anh chị cùng vào bếp với gia đình em nha. Rồi, mời cả nhà vào bếp với mình luôn nha. Rồi ơi, bây giờ mình đang khắc nghiệm với nó, có làm gì làm khắc đâu à, khi hôm nay cũng đấy không có nấu cơm á. Không có nấu cơm, chị Năm nói vậy đó, không có nấu cơm. Không có nấu cơm. Bây giờ cái này cái gì Năm nè, chị cắt này ông này trộn luôn đúng không? Trộn luôn hả? Bún khô trộn luôn ha? Trộn hết luôn. Con bắt nước sôi hả chị Năm? Rồi chị em như vậy nghe trụng bốn nghìn mà đi, rồi đi qua ra vườn bắt ra bột chết quá trời luôn, nó đeo đi mất quá đã, hay bắt thì bắt nó được để nó ra bông như vậy chết hết tám không có trong trời. Thường thường ta đắp mặt nạ, đắp mặt không mẹ, đắp tay không, miếng tay mà giúp em đây. Rồi em đây hết thì nghỉ cái chỗ này. Rồi. Mất rồi, cắt tọt rồi nè, ta lên đây chịu cắt tọt. Dạ. Ra chơi bự thiệt đó nè. Dạ. Nó ra nó ú hơn. Thằng như nó bị đôn lại hết chứ không? Mình không ngắt nó cứ bò hoài luôn, không có trái luôn nữa. Trắng ngon quá chị ha. Củ gì? Củ trắng. Củ trắng mẹ nó củ trắng. Ừ, ủ nhớ lại nghe những củ trắng nha. Ừ, hỏi cái gì? Củ trắng. Chứ người ta kêu mà là củ non gì á. Ừ, người kêu củ trắng, người kêu củ non. Ngon quá. Chị ăn biết ngon rồi trời. Cái này là bún gì? Bún gạo hả mẹ? Cái đó bún gạo. Bún gạo ba cây dừa hả? Ừ. Ủa cây dừa sao làm bún gạo được ta? Cái chỗ đó ta làm chắc có mấy cây dừa. Lát cái hãm rồi trồng ba cây dừa. Lúc này sao mưa rất kỳ quá trời lớn, mưa quá trời, sáng mưa hoài. Tưởng mưa sáng luôn mà chị phải bán mưa thì sao đi bán trời. Nghỉ gà cái gà cái điều ra 12 giờ luôn á, không biết tạnh chưa em ngủ chưa không biết nữa, không nhớ nữa. Mưa chắc tối chiều để cho người ta ngủ ngon, chắc sáng cho người ta bán. Hồi giờ hồi dắt 12 giờ thì em còn thức là còn nghe. Ủa, tao chụm lửa khói nó. Bắt cái chảo nóng nước cùng bún. Ngon nha. Thế miếng tàu hũ ngon chưa ha? Cái chỗ này làm khéo là không có bể nè. Có khi gì bể trên á. Mới là gì á chị ơi, những cái cũ nó mới bể. Ừ, có khi gì bể trên. Cuốn là mấy cái này mới ngon nè. Rau này là cuốn sảy luôn. Cứ một cây đó là 400g, 20.000 đó chị Năm. Nhưng mà thì nó nặng rồi. Sao phải tính bóc một cây nữa. Bóc phải ngọt ngon quá ha. Tính bóc một cây nữa đó, nó 400g rồi mình còn rau kia nữa. Thôi em nghĩ thôi. Cái cây thôi. Cây cũng ra nhiều quá nè. Bóc phải ngọt không? 400g mà gần nửa ký rồi. Dục gác dưới đất không ha? Tại có thao là quà, để nó thao đựng à. Nó về đây. Thấy dựng gì không, không nghe cháy. Dạo này non quá ha.
Dạ là bữa nay ăn à. Tối một chuyện. Tối một chuyện luôn. Ủa cải nó giòn không dám đụng mạnh nữa. Lâu lâu tí. Năm chừng nào nó mọc dễ vậy luôn á. Hành giữa. Hành mình ngâm luôn nè. Nhiều vô cần. Mì hai con hai cục nữa nhé, nhiều quá không? Mì mình cũng hai cục cha ấy, hai hàng á. Hai phân á, hai phân này nè. Hai cục đủ một chỗ hồng hết. Hai hàng này nè. Hai hàng. Cái chỗ này nè. Hai hàng. 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 Hai tiếp có con tôm được ngay không? Quả cáp có tôm nè. Con tôm mà nó nằm ở trong bún luôn hả? Bún là mình mua chị ơi. Chắc nấu với tôm á thím. Ta xào với tôm á, bún xào ta xào với tôm. Mà mình ăn mình ăn tôm mình rồi. Xoay cái mình chén với miếng dầu vậy cho nó hồi cái bún còn muối tơi ra. Bỏ vô rồi mình tắt lửa đi cho nó. Dạ, giống như bếp gai hả? Bỏ vô. Nhặt cái lửa này sao tắt chi đâu. Tắt sơ qua thôi, lát mình còn xào nữa mà. Vì sao nó có cho mỡ dầu vô nè, nó tê tê cũng đúng rồi. Mình có mình ăn liền luôn. Nguyên con bự luôn anh ơi. Có con nào? Có, bự lắm. Hả? Bự lắm, sau lưng anh á. Không? Ừ, bự lắm, bự lắm á. Rồi xong. Ê, nó lên lên vai rồi, lên tay rồi, để coi gỡ cho. Đó. Áo vách. Ê, kìa chú Tám. Trên vai chú Tám kìa. Trên vai luôn. Ồ. Oh. Mày hả bưởi. Giờ chảo nóng rồi mình chế dầu vô đó mình chiên đậu hũ. Chế nhiều nhiều đi. Và chị kia có chị chiên ngay nha. Rước mình lấy bi. Rước bi. Ta chỉ mưa nữa. Đừng có mưa đi rước về đi có mưa. Chiên đậu hũ. Rất phục vụ. Rất một cục là đậu hũ thành đậu hũ nướng. Thật rẻ. Làm gì?
ở đây sẵn mình băm cỡ xong rồi nè, bắt đầu mình pha nước mắm luôn. Nước mắm mình nấu nãy giờ mình cũng để nguội rồi nè, giờ mình pha luôn, mình cho vô hai miếng chanh. Mình cho vô vậy chứ hả, ai muốn ăn chua thêm thì mình cho thêm. Nè mình quẩy cho đều lên. Mình múc cho anh Năm với bé Huy. Cho ảnh thêm miếng tỏi. Đó, ảnh không cần ớt. Rồi của mình là tỏi với ớt, mình cho vô hết luôn. Tỏi đâu rồi, rước cái gì hả? Rước cái gì anh ơi. Rước kịp trời mưa không, chuyển đen đáng cho rồi. Mình tưởng là kia nó teo vậy chứ nó nở bự á. Chúng nó teo, chúng mình vớt cho nó teo. Vớt ra nó hủi á. Dạ. Chiên lúc chiên nó phình ra cái miếng nguội là đẹp rồi. Nãy ngâm muối rồi, bây giờ mình rửa. Mình xào cũng xào mà có hành, có rau cần này là ngon lắm. Nhẹ nhàng, rủ trong đây nè, cát nè, mình rủ, mình rửa từ cộng về cộng. Mình rửa xong rồi mình rửa thêm một nước nữa, nó mới sạch. Cái cá mà tôi cắt còn hơn, cái cá hay lắm, nó cắt. Hết trời ạ. Nhiều đó cũng đủ gói vậy. Này con rớt xong luôn cũng mát chứ không có gì. Nó không gớt xong mà nó nhóm nên nó đi luôn. Gọn ha. Quất cái đọt gãy luôn nha chú Tắp. Chào. Cái đọt, cái bự kìa. Bẻ nhánh bự luôn cũng được nữa. Dạ, bẻ nguyên nhánh luôn. Dạ, cụm luôn. À đúng rồi. Rồi cắt ngoài. Rồi bún xào bị kẹt rồi cắt ngon. Chào tất cả cô chú chị và các bạn nha. Ngày mới mến chúc cho tất cả cô chú chị và bạn sức khỏe và bình an. Đó, như cái rắc rồi đó. Không, bên hai nghe cái rắc á. Đánh rồi cái sàn đó, đinh không có con. Không rồi, ba mình không đi, vô vô, em đi. Con dán chậm chậm, hai này này non quá trời non. Cái trụ bê tông này, nhưng mà cái sàn á, cây mục hết rồi đó nha. Con có dám chuyện nữa, sợ chú Tám. Rồi, nhiều đó im rồi chú Tám ơi. Rồi, chú ơi. Đây là cái cây cắt này là caramel trồng này sẽ chết. Đây là một cái bẻ gì nó lớn rồi. Hả? À, thì cũng được mới rồi chú Tám ơi. Thì nó caramel trồng bữa nay thu hoạch được rồi hả? Đây là nhiều nó gặp. Cô chú học mới về, cũng thưa cả nhà học mới về, cũng thưa chú Tinh học mới về. Trời, giỏi quá. Rồi vô cái đồ đi con. Dạ anh tắm cái kia này nữa chị. Ừ. Quá trời hát là em lặt luôn. Giờ hủ nó vàng này mình nhắc ra. Dạ anh đi, nó cảm ơn. Ừ.
Bây giờ tính là năm hai chị em nhà ca rồi nó thôi thì để cho cháu Hồng về nghe mới được. À, đúng rồi á. Ca phải có người nghe mới được chứ. Có cụm vũ rồi chứ luôn. Nếu không chạm vào tay thì buồn. Xong. Rồi hôm rồi cũng vắng hát ca. Hôm nay đoàn sống gian của gia đình em cũng trở lại cái bếp sân trò mới để phục vụ cho cô chú anh chị. Và sau đây hôm nay là hai vợ chồng 80 ớt gửi đến cô chú anh chị và gia đình mình sản phẩm được mang tên màu xanh kỷ niệm. Và dạ, cho ơn vàng đổ tay mấy chị ơi. Cho ơn vàng đổ tay. Dạ, có cái gì sơ sót cô chú anh chị thông cảm bỏ qua nha. Niềm ngày xưa của hai đứa mình, anh với em đi trong lòng đời, buồn vui có đôi áo em xanh màu trời. Trời ơi, thơm quá trời năm ơi. Quá trời chảo luôn hả? Quá trí vậy mà. Quá trời.
có cái màu sắc đây nè, đủ màu đâu, màu xanh, màu đỏ, xanh đỏ vàng đó, xanh đỏ vàng tí mình cho trắng vàng đỏ xanh hủ tiếu vô luôn vậy. Bún chứ mình cho bún cho mình chọn lẫn đổ luôn. Này mình phải nước mình xào chảy nó có nước tới 36 người luôn. Bà sao biết sao con chơi được nhiều, tại con kiềm á, chơi kiềm á, chơi nhiều lắm. Con có đánh lại nữa chứ? Trong khi chờ đợi đây thôi, em xin tặng cả nhà mình với khán giả luôn. Em ra một bản cõi nhớ nữa. Ủa, chiếc này. Bốn tám. Em đi show. Không có tặng cho khán giả chỉ ngoài đó có ai ngoài đâu. Sáng mình đi bắt sâu mà anh vô rồi ngồi đây nè. Chuyến này bộ em tính đi show mình anh lận em anh lãnh lương mình anh chọn hả? Không có, tại vì chị Năm cũng mất xào đồ thôi em. Dạ lương anh đúng là giám đốc bệnh không có lương đâu lãnh nha. Em dẫn giỏi theo bộ em ca cho chị nghe bản đây nha chị Năm. Giờ mời cả nhà dùng cần nghe với em. Khỏi giá nè, khỏi giá. Dùng vô trước ha. Ngày đó lâu rồi hai đứa mình yêu nhau, mong ước dài lâu ta sẽ chung nhịp cầu. Đôi ông bắn bó cành mơ ao, tình yêu lắng sâu đã đi vào cõi nhớ. Thờ ấy chúng mình hãy ngắm nhìn trăng lên, sưởi ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình. Vỗ tay tặng cho hai cái ly kim ba. Tặng quá trời luôn. Vỗ tay, vỗ tay. Cô chú chị và đồng tàu ấp Xuân Lá của em đến đây xin kết thúc và em gia đình em trở về là bổn phận làm việc tiếp. Cũng đã chín cuốn với rau cải thì thôi em cũng xin mời cô chú anh chị dùng bún cuốn rau cải với gia đình anh nha.
thôi. Mời cô chú. Muốn sao mày luôn. Con mời ông bà cô chú cùng với con, cùng cái nhà cùng với con. Rồi giỏi ăn con. Mời gia đình dùng bún luôn. Món này cũng ngon lắm á con. À, Khánh, ba chị nhà mình á. Thấy bọt rồi chú với chú với con cái im quá cái kêu bữa nay là món này ăn cho theo kịp mình không có kịp đâu cái bọt này là mấy chục năm nay rồi giữ vậy đó. Bữa nay là ăn cái món này là để cho mẹ với lại đó theo kịp mình đó cái bọt mình không có bữa nay lên bọt đó rồi bà chị bắt heo quá rồi không biết sao mà đi cái bệnh hơi nặng nặng. Đúng rồi. Không mà quăng bên đây quăng kia. Đó là cắt đi rồi. Còn mặn nó kìa, đi rồi ngồi rồi miếng là cắt thì tắt. Trồng một tiếu chào thì năm có chào có còn cần nữa nè, ôm. Con ăn rau từ lâu rồi tập đậu rồng con biết ăn nguyên giỏi tiệm ăn món này đấy mà có cái hộp đó. Đó. Món này tôi thấy không giữ rồi nha, ăn ít thì còn giữ hộp nha, còn có hộp nha, ăn ngốn mà bể bọt luôn á. đâu ai muốn kiếm cái hộp này dám còn cái đám này không có cái hộp này người ta ra rồi. Chị lưỡng cái hộp anh tám với à anh đó là có một không hai à, chị cháu ăn uống kỹ lưỡng lắm á. Ừ, không có giờ giấc lắm rồi, đó giờ nào ăn người đó mà mới lưỡng được cái hộp này nữa. À, lâu lâu mình ăn đổi khẩu vị vậy này ngon mà tám. Nói mà giữa eo thì nói cho nó vui chơi vậy chứ eo nhiều tệ đi. Mình đâu ai để ý gì hết đâu, sợ eo ọ rớt quá trời. Ngay cái tăng. Nhập đá bún vô, rau, cái bún cho miếng đồng. Chú ơi dọn cái nhà mà thôi là thì giờ tiếng tán cơm thêm tán. Lâu chứ, chúng ta mới thấy là trái người tìm mà. Chị bán chị thấy chị mua ăn, chị lâu quá cái giống thì tốt rồi. Đồng nghiệp. Con ghép không sao bự quá trời á, nhéo là cái nhỏ nhỏ mà. Tội nghiệp bởi vì, cậu mình cũng muốn quên, bởi vì nãy tội nghiệp chán này chứ gì nữa. Chú Tám nhớ biết không, tội nghiệp biết là nhỏ mà, đâu có gì đâu. Đúng rồi, rồi còn, hồi đó chú gói gì ơi. Bây giờ người ghép cái gì đâu, quá. Nãy vô ca bắn bà ca bỏ đi sáu. Vậy đó hả? Thấy trên này đó hả? Thấy trên này nhớ bà ca. Đâu con hát lại nghe gọn đi. Thôi ai đuốt con đuốt hết đi rồi mà. Sao biết vậy? Ai trò mà lại trên này nè. Đi học có chị lớp 3 cái mùa Latima nở đó. Nè, bắt đầu baby sẽ gửi đến cho mà cô chú bản nhạc. Cô giỏi thì sao? Bà. Bây giờ kêu bà. Cô sáu. Hát rồi, một hay là. Con hát hay ăn nước hát nữa rồi. Không có dính đâu. Uống nước vô không? Uống miếng nước vô. Uống miếng nước vô á. Uống miếng nước vô lấy giọng nè. Một pha lê ki ma nở ở quê ta miền đất đỏ, hôm sớm nhắc đến đi người anh hùng đã chiến cho mùa hoa lê ki ma nở. Bà nội giật mình, nội không biết luôn. Thiệt là thiệt là trong nó hay ha. Thầy thấy bà của chú cảm ơn mấy quen nha. Dạ. Ừ. Mời điểm gì có trước. Đây ăn căng gì mà thấy em ăn nhiều quá chị. Ăn cái này ăn nhiều cũng đâu sao chị, cái này đâu có thịt cá đâu, sợ mập. Cứ ăn đại đi. Chắc dâu cả rồi, chắc dâu. Ăn được là tốt á. Cái này ăn cái món này thường là mẹ với vợ với dì Sáu là mắc cái phọt để liền. Mắc đi. Trời bảo gì chứ Năm. Ông này vậy cũng có phọt nữa. Mưa không lớn. Trời bảo chút. Có phọt mà phọt rồi á. Gấp một cái quá năm này rồi. Hết năm này không gầy không tát. Quá rồi.
con nè. Rồi bắt đầu mình kiểu như mình làm sâu xa vô nữa, mình mắt trận lên tới trận luôn nè. Ngon quá, hãy ăn rau là phải ngốm mới ngon. Ăn đúng có tận lâu tận tay á, thơm á. Với em ăn hành nữa, mình chào có hành không? Thôi. Rau thơm gì là có sẵn rồi. Quá, đã ăn cố rồi thì mình luôn. Cố rồi. Ăn quá anh, cũng khô xào, có rau cải, trời mưa rút gắt rút gắt. Nhớ ông nội ngoại quá trời. Con mới khen, mới khen quà nãy. Cái chuyện này mua tập đã luôn. Ngon quá trời quá. Hôm nay chuyển ngay hồi nữa. Nó không dính à. Đúng là mùa này là của ông trời kìa. Vâng. Nó khách khoảng đó. Để còn cái gì. Mưa và nắng là chuyện của ông trời. Lặt dao là chuyện của người Trần Giang. Nghe chưa? Ôi, cháu nặng nói cháu chưa? Cháu tôi làm ăn bộ quá trí rồi nghe. Người lớn ghét rồi mình nói chuyện. Thôi vậy, thôi nói là chuyện của ông trời. Con lấy của ông nội á. Ông nội, ông nội để là chăn cuối hả? Gặp ra rau rửa cải là người Trần Giang phải không? Hay quá. Cái này hồi ăn nội cái nói chuyện quá trời. Không cho ngồi xa xa với buồn hiu à. Ngồi xa là buồn. Nãy ta nói ông cháu hay ngồi gần chứ. Qua nhai nổi không chú Tám? Hả? Nhai nổi không? Nổi. Đây là cắt này nè. Được rồi. Cuốn này nè. Ngon quá. Cái này cháu ăn ngon nha. Cái này ngon nữa. Ừ. Cái này còn bởi vì người sao có vậy. Người sao cũng vậy. Người sao có vậy. Của em nè. À ha. Bởi cái phọt người ta vậy đúng không? Có người có phọt gọn là cái quán gọn. Rồi bên kia sao? Phọt gọn rồi cũng... Bên kia cái phọt cũng được. Phọt của Tám cũng hơi dày dày một chút. Mắm còn nhiều không? Ai làm nhiều á? Ăn chưa? Ăn nhiều không? Ăn giới thiệu nước mắm. Mình hút nước mắm ra hả? Mình lấy nước kìa. Làm hai cái bình hấp đi nước mắm toàn mà chị. Mốt ông Tám với vì thử thách nhân này. Này ăn tốt thì dày dày và đẹp da lắm á. Đó tỉnh gì đó chú? Dạ bao giờ tỉnh á. Cạch vô miếng xong cái bà ngoài nhìn lên nhé hàm răng tươi cho con trước chị xem. Cười lên đi cho răng xanh chút chó. Cười lên đi cho răng vàng chút chó hả? Mãi này của mình răng xanh. Quá cái này dinh dưỡng dữ lắm. Lâu lắm luôn mấy ngàn cầm đỏ chứ mà cũng già quá. Lâu lắm rồi. Ừ, đúng rồi. Cảm mừng cảm qua này bé Quy. Bé Quy hay công nhận phải nói. Cái là đi ma con là vô nhớ bài hát này. Ừ. Vô nhớ liền luôn hát cho con nghe rồi. Dễ anh. Nó mốt con quên cái này là con nhớ bà cháu nha. Con cháu á, vợ cháu á nha. Nhớ cô vợ thì sao, phải nhớ bà giáo này nha. Bà giáo này không có làm chiếm được gì hết em. Tại vì mình chịu cô chứ bây giờ lớn dữ lắm rồi. Vợ giáo á. Lớn tuổi hơn má nữa. Lớn tuổi hơn 8 luôn nha. Cô coi nữa mình mấy tuổi rồi.
vậy? Trăm mấy rưỡi. Vậy hả? Cái bà giờ yến cuốn đó đúng rồi, đúng rồi. Nãy giờ cuốn lâu no quá giờ ăn vậy nè. Ăn miếng nước cho nó xuống bớt ra năm tết tập hai. Chị em dán cuốn hết dĩa rồi luôn chị Năm ơi. Hết luôn, hết luôn. Lâu quá mà ngực lê lại kêu cơm ăn nha. Chắc mười mấy năm rồi, hai chục năm rồi. Mười mấy hai chục năm ăn là được rồi cơm ăn. Lâu lắm rồi. Thằng này cho anh nhộm răng lại. Không mà trái thì ở bên nước ngoài mình bây giờ nói với đâu mà chị bệnh vậy nè. Ừ, căn hộ đó đi kiếm đi đâu cái góc nó đẹp mà người ta bán kiểu kỳ dữ lắm luôn, quên không góc lâu năm nha, góc lâu năm tới quá chậm không lâu hết à. Nãy ra về cái tôi ra cái cho nó lên được mới rồi. Mấy chục năm em mới ăn lại nè. Trời ơi, tưởng đâu cái mò cái miếng của anh em vô mánh về cơm đâu nhà cái hộ. Nó riêng vậy bà đất nè. Anh mò cái hồi xưa có cái bà cụ nè, bà có mấy cây kim ma. Sáu với mẹ con mới lại nhà bà thì bà gửi ba về cho ăn từ lúc đó tới giờ không chị Năm? Mấy chục năm rồi bột giống bà làm nhật quá mệt khoảng buồn buồn nó đặc trưng của nó ngon vậy chú cái cuốn đó bỏ đi ngon. Dạ luôn nổi luôn ha. Con nuôi hai con. Giờ bữa ăn vui vẻ của gia đình căn chòi mới của em đến đây cũng đã kết thúc. Thôi em cũng xin hẹn cô chú anh chị mình video kế tiếp nha. Bye bye. Bye bye. Hẹn lại chú đường sau căn chòi mới.